Con cảm ơn Trần Phạm Minh Hạnh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Pao Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, kinh số 75, kinh Magandhiya Sutta, tiếp theo phân đoạn 354, 355 và 356 sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải, điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Cho với niềm tin biết hộ trì, giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chỉ thiên đã vận tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tôn nữ và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Magandhiya Sutta. Cái phân đoạn cuối cùng, hai phân đoạn cuối cùng của bài kinh hôm nay, Đức Phật đối đến một bài kệ của chư Phật. Đã nói vô bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thượng.
Bát chánh là độc đạo, an ủ và bất tử. Và với bài kệ này, Đức Thế Tôn Ngài đã dẫn giải cho Markandeya nghe và tôn giả Markandeya, du sĩ Markandeya đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ở trong cái phân đoạn cuối cùng của bài kệ, của bài kinh, chúng ta chỉ cần nhắm đến cái ý nghĩa của bài kệ cũng như lời của Đức Phật đã dạy hướng dẫn cho Markandeya về cái cách tu tập để chứng đạt cái mục đích. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe đoạn cuối của bài kinh Markandeya số 8 do Thượng Tọa Từ Huyền giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Nguyễn Xuân đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay trước, rồi sau đó xin thỉnh Thượng Tọa Từ Huyền thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, kinh số 75, kinh Markandeya Sutta, tiếp theo phân đoạn 354, 355 và 356. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính, du sĩ ngoài đạo Markandeya, người đến đối thoại với Đức Phật. Thổ ấy, Thế Tôn trú giữa dân chúng cú rú tại thị trấn của dân chúng cú rú tên là Kamma Xá Tham Má. Bấy giờ du sĩ ngoài đạo Markandeya chỉ trích Đức Phật là người phá hoại sự sống. Đức Điều Ngự đã trả lời bằng một trình bày khúc chiết về sự sống, sự khổ, sự giải thoát. Ngài cũng dạy thêm sự hiểu biết hạn hẹp của chúng sanh đối với đạo lý của các bậc thánh giải thoát. Markandeya là anh em bạn gì với Hoàng Phi Markandeya, vì này là một du sĩ ngoài đạo có quan niệm giống như nghĩa hiện sinh của ngày nay. Trong bài kinh này, sau khi nghe pháp từ bậc đạo sư đã xuất gia trở thành bậc A-la-hán. Kinh văn 354, câu kệ gì được Đức Như Lai nói lên? Kinh văn: Rồi Thế Tôn thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như sau: Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lợi tối thắng, bát chánh đạo là độc đạo, an ổn là bất tử. Khi được nghe vậy, du sĩ Markandeya bạch Thế Tôn: Thật hy hữu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Lời này được tôn giả Gotama khéo nói: Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Con cũng vậy, thưa tôn giả Gotama, con cũng đã được nghe lời này do các vị tôn sư, đại tôn sư, các du sĩ đã nói: Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, lời nói này, lời nói kia phù hợp nhau. 355, có những điều không thể chỉ hiểu qua ngôn từ. Tuy là một bài kệ truyền đời và được nhiều người biết tới, nhưng không có nghĩa là người nghe hay nói bài kệ này có thể hiểu rõ ý nghĩa. Kinh văn: Nhưng này Markandeya, điều mà ông đã được nghe do các vị tôn sư, đại tôn sư, các du sĩ đã nói,
không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Thế nào là không bệnh, thế nào là niết bàn? Khi được nói vậy, du sĩ Magandhya tự lấy tay xoa bóp chân tay của mình và nói: Thế nào là không bệnh, thưa tôn giả Gotama? Thế nào là niết bàn, thưa tôn giả Gotama? Tôi nay không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. Này Magandhya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: Thật đúc, tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Và người ấy tìm tấm vải trắng, rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và đất và nói: Này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn. Người ấy lấy tấm y ấy sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: Thật đúc, tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy, để rồi sau khi người lấy sau và để rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: Thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin người có mắt? Thưa tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ sanh ra đã mù kia, lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy, để rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, là do lòng tin người có mắt. Cũng vậy, này Magandhya, các du sĩ mù lòa không có mắt, không biết, không bệnh, không thấy niết bàn, nhưng nói lên câu kệ này: Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Này Magandhya, câu kệ này trong thời quá khứ đã được các bậc A-la-hán chánh đẳng giác nói lên: Không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Bát chánh đạo, bát chánh là độc đạo, an ổn là và bất tử. Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng phàm phu. Như này Magandhya, thân này trở thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng, và với thân trở thành bệnh khổ, trở thành một cục bụi cứu bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng này. Ông nói: Thưa tôn giả Gotama, cái này là không bệnh ấy, cái này là niết bàn ấy. Như vậy, này Magandhya, ông không có thánh nhãn ấy. Với thánh nhãn ấy, ông có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Con có lòng tin tôn giả Gotama như sau: Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Này Magandhya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời, các bạn bè thân hữu, bà con, huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vì y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được sáng tỏ. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Có phải vì thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiền não không? Thưa vâng, tôn giả Gotama. Cũng vậy, này Magandhya, nếu ta thuyết pháp cho ông, đây là không bệnh ấy, đây là niết bàn ấy, và ông không biết không bệnh, không biết niết bàn, thời như vậy làm ta mệt mỏi, làm ta phiền não. Con có lòng tin tôn giả.
như sau: Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Này Magandhiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không khấu uế thanh tịnh. Và người ấy đi tìm tấm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô dính dầu và đất và nói: Này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp không khấu uế thanh tịnh cho bạn. Người ấy lấy tấm y ấy, sau khi lấy người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vì y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc bài tiết các nhơ bẩn ở về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tấm y thô, dính dầu và dính đất kia, và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng của người kia. Thật sự trong một thời gian dài, ta bị người này lừa gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô, dính dầu và dính đất. Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không khấu uế, thanh tịnh cho bạn. Cũng vậy, này Magandhiya, nếu ta thuyết pháp cho ông, đây là không bệnh ấy, đây là niết bàn ấy. Ông có thể biết không bệnh, ông có thể thấy niết bàn. Và với mắt được khởi lên cho ông, lòng tham dục đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ, và ông có thể nghĩ như sau: Thật sự trong một thời gian dài, tay ta bị tâm này lừa gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc. Ta đã chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta nên có hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. 356. Trị liệu căn bệnh trầm kha của cuộc sống. Trong sự hướng dẫn ngắn gọn, Đức Phật đã chỉ cho Magandhiya thấy rằng quá trình trị liệu căn bệnh không đơn giản chỉ là sự thay đổi cách hiểu, mà là toàn bộ đời sống. Kinh văn: Con có lòng tin tôn giả Gotama như sau. Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta, khiến ta có thể từ chỗ ngồi này đứng dậy, không còn mù nữa. Vậy này Magandhiya, hãy thân cận các vị chân nhân. Này Magandhiya, do ông thân cận các vị. Này Magandhiya, do ông được nghe dự pháp. Thời này Magandhiya, ông sẽ sống đúng với chánh pháp và tùy pháp. Này Magandhiya, do ông sống đúng với chánh pháp và tùy pháp. Thời này Magandhiya, ông sẽ tự mình biết, tự mình thấy. Đây là những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên được trừ diệt, không có dư tàn, do chấp thủ được diệt ở ta. Nên hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được diệt trừ. Như vậy, sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandhiya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dần đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc,
cũng vậy, chánh pháp đã được các tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Con xin xuất gia với tôn giả Gotama, con xin thọ đại giới. Này Magandhiya, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ta nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. Thưa tôn giả Gotama, nếu những người kia, người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các tỷ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các tỷ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, hãy cho con thọ đại giới để thành tỷ kheo. Và du sĩ Magandhiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Magandhiya ở một mình thanh an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vì này chứng được mục tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là mục đích của vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Tôn giả Magandhiya hiểu biết như vậy, và tôn giả Magandhiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu tóm tắt chú thích và chú giải Thích Nữ Trí Hải. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thường Tòa Tự Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khái Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trụ Trì, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puttang Phakkawantang Apiwa Demiswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Sumatipanno Phakkawato Savakasango Sankang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Với nhờ lực Tam Bảo hàng giờ hồi đến chức công đức Tam quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài Magandhiya Sutta trong cái đoạn 354 tiếp theo. Đức Phật ngài nói lên một cái câu nói, tức là không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lợi tối, niết bàn là tối thắng và bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Có thể nói rằng khi chúng ta đọc nghe kỹ kinh văn mà chính Đức Phật ngài đã dạy cho Magandhiya, chúng ta mới thấy được, có thể nói rằng là tất cả tham cứu kinh điển, cố gắng tu học, xem chừng xem như là một người bị mù, mà người ta tráo cái tấm vải mà mình cũng không biết, mà mình đeo mang lên mình là tự cho mình là tốt. Cũng như là người mù mà sờ vôi vậy đó. Yeah. Thì ở đây Magandhiya cũng nói rằng, cũng được nghe, cũng được dạy như vậy từ các vị tôn sư của Magandhiya. Nhưng chúng ta thấy
Đức Phật Ngài xác lập một cái điều hết sức là bằng những cái ví dụ mang tính sống động để cho Magadhyaya phải hiểu. Không phải chúng ta chỉ nghe một điều, chỉ thấy một điều như vậy, nghe một điều như vậy nó là đúng đắn đâu. Sống trong cuộc đời cũng như thế, nghe cái điều tốt, nghe cái điều xấu, chúng ta phải có một cái sự thẩm sát và chúng ta phải có sự ý cứ. Chứ chúng ta không có nghe mà nghe xong là tin. Nhiều lần trong những cái lần mà Đức Phật này tế độ cho những người đệ tử, cho những người ngoại đạo đến xin quy y Ngài, Đức Phật nói hãy thực nghiệm, hãy thực chứng những gì mà lời dạy của chính Ngài, và sau đó hướng tâm về quy y, nó cũng không có buồn. Thì ở đó chúng ta thấy Đức Phật Ngài muốn rằng cho những người đó phải có sự thực chứng của tự thân. Chứ Ngài nói rằng bây giờ kêu tu, họ có đi niềm tin đủ tập, nhưng họ chỉ nghe thấy quan hỷ, và đây là cái tánh của chúng sinh phàm phu thường là như thế. Thấy cái gì hay kêu quy y là quy y, kêu đi chùa đi chùa, kêu làm phước là làm phước. Nó một tính xuôi chiều, chứ chúng ta không có bằng một cái trí tuệ một cách vững chắc, tin tưởng nơi Tam Bảo một cách rõ ràng, nơi cái sự giác ngộ của Phật, nơi cái giáo pháp có khả năng chuyển mê khai ngộ lý khổ đắc lạc, và tin cái tăng chúng là những bậc đã lý khổ đắc đạo, những người đã không đã tịnh hạnh, những người đã đắc thánh, hoặc là những người đang trên con đường đắc thánh là xứng đáng cho trời người đảnh lễ cúng dường. Thì chúng ta có một niềm tin vững chắc như vậy, chứ không phải là một tin xuôi như vậy được. Cũng như là Magadhyaya tin theo những lời mà các vị tôn sư của mình nói rằng, cũng đã được nghe câu nói rằng không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng, bất chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Chỉ nghe như vậy, chỉ nghe thôi, hai câu đầu thôi, tức là không bệnh lợi thắng, niết bàn là lạc tối thắng, thấy hết. Thì phải nói rằng khi chúng ta nghe được cái đoạn kinh này, và ví dụ qua một cái người mù, chúng ta cảm thấy hết sức tuyệt vời. Đức Phật Ngài lật ngược lại cái suy nghĩ của Magadhyaya bằng một cái ví dụ mà xuyên qua đó cũng là cảnh tỉnh, là cũng để lại cho đời sau một cái nhìn về Phật Pháp. Magadhyaya chỉ so tay so chân, nghĩ rằng mình khỏe mạnh chứ đâu có bệnh hoạn gì. Thì cái bệnh ở đây Magadhyaya cho rằng chỉ là thân xác này cảm thấy nó đau nhức, thân xác này cảm thấy nó bệnh hoạn như thế này thế kia, thì đó chính là bệnh. Nhưng quả thật ở đây chính Đức Phật Ngài nói chính là cái tâm bệnh của mỗi con người, bị cái phiền não, bị cái tham tịch kỷ nhân mạng, cái sân tật là khó vô tạm quý phóng dật, nó ngự trị trong tâm ta. Mà biết bao nhiêu là cái bệnh, tức là kiếp con người của chúng ta bị hai cái bệnh lớn, đó chính là thân bệnh và tâm cũng bệnh. Đối với các bậc thánh, các ngài có thân bệnh nhưng sẽ không có tâm bệnh. Các bậc thánh thì nếu như trường hợp từng tầng thánh, thì tầng thánh nhẹ nhất thì cũng bắt đầu từng tầng thánh, tức là các ngài không còn đoạn trừ thượng phần ký sử rồi, thì từ cái thượng phần kiết sử đó coi như là dứt từng cái bệnh cho đến khi mà vô bệnh, tức là chứng đắc thánh đạo, thánh quả, tứ đạo tứ quả, thì ngay khi đó không còn bệnh nữa. Chỉ còn tất cả phàm phu của chúng ta là bệnh liên khúc đời này qua đời nọ, đó là sự thật. Mà khi chúng ta thấy, chúng ta mới biết được cái tâm bệnh này nó không phải là một chuyện muốn điều trị một cách dễ dàng. Thì Đức Phật nói đó cái mà Magadhyaya thấy rằng cái thân của mình nó khỏe, nhưng sự thật ra cái khỏe đó nó cũng không là cái gì cả. Và ở đây chính là như một người sinh ra bị mù thì
không thấy, không thấy cái sắc xanh vàng đỏ trắng, nói chung không thể thấy được. Mà không thể thấy được thì người ta đưa cái gì cho mình, người ta đưa đến tấm vải trắng, thì bởi vì thì cứ nghe tấm vải trắng là biết tấm vải trắng thôi. Rồi người ta bị đổi cái tên lại cái tấm vải đó, bị lừa, bị tráo cái tấm vải đó. Nhưng cái người mù này người ta cũng đâu biết, người ta cũng ăn, người ta cũng thấy là hay là tốt cả, rồi đắp lên mình. Thì ở đây quả thật như vậy đó. Ở trong cuộc đời này cũng coi chừng, chúng có chừng những người giả hiệu, bởi vì họ chính họ giả, họ cũng biết họ giả. Và con đường đi trên cái sự tu tập đó, cái chỗ này chúng ta cần phải có cái sự nghiệm suy hết sức là tốt đẹp. Không phải cái chuyện gì từ xưa để lại nghe nói như vậy mà chúng ta sợ sợ hãi đi. Nhớ là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Ngài đã nhắn nhủ cho tất cả. Không phải gì mà nói đây là những bậc tôn túc, những trưởng bối của mình, những người lớn lao để lại, chúng ta cho đó là lời kinh của Phật. Mới ngoài đúng không? Ngay cả chúng ta thấy sở dĩ nó mất đi cái giá trị uy nguyên của Phật Pháp, của giáo lý, của nền tảng, cũng từ chỗ này. Dạ. Bởi vì sao? Người ta thay đổi, và người ta cũng không biết cái điều đó là sai. Người ta thay đổi, người ta không biết sai, thì người ta dạy, người ta cứ đóng mặt vô, người ta cứ cho đó cho là Phật, thì mình cứ nghĩ cái đó là lời Phật, hay đây là, đây là chính hiệu, đây là Pháp, có thể chuyển mê khai ngộ. Thì chúng ta nghe, chúng ta cứ nghe như vậy. Chúng ta thích được cái chỗ cái đoạn này đó. Chúng ta thấy để mà tầm sư, để mà học đạo, để mà đúng đắn, đòi hỏi người đó phải có một trí tuệ, người đó phải có một sự thực hiện. Mà cái sự thực hiện, cái sự học hỏi đó, nó được toát lên không phải riêng về cho một người mình là đệ tử, hay là mình là người quy y với một người đạo cao đức trọng, một vị pháp sư thượng thừa như thế này thế kia, không cần. Mà chúng ta phải nhớ đó chính là một người tuy là mới tu, nhưng những gì người ta tu đúng, những gì người ta tu đúng chánh đạo, những gì người ta tu để đoạn trừ khổ đau, đoạn trừ cái đoạn trừ cái mà cái chấp thủ, cái trái, đoạn đầu khổ sanh, thì chúng ta nghe những người đó. Còn nếu như người vị ấy lớn lao mà nói ra bằng một cái uy thế của mình, bằng một cái uy tín của mình, cao niên làm trưởng, tôn túc trưởng lão, mà không đúng pháp, không đúng kinh, không có phù hợp, thì chúng ta cũng đừng có phải sợ. Bởi vì sao vậy, kính thưa quý vị? Bởi vì những điều đó, cái gì là sự thật, cái đó nó tồn tại. Cái gì là cốt lõi, cái đó nó mới bền bỉ với cái thời gian. Không cần thiết phải có một cái sự đông đảo lớn mạnh, mà cần phải có một cái giá trị vững chắc ở trong tâm của mỗi người. Không phải đông đảo tín đồ, không phải đạo cao đức trọng gì mà cũng như là đông tây nam bắc trong ngoài gì, người ta cũng khiếp sợ, người ta cũng nghe, cũng uy danh của người đó. Thì chúng ta tin Phật Pháp, học hiểu Phật Pháp, thì chúng ta phải thọ trì một cách cẩn thận. Bởi vì thường thường chạy theo mặt hiệu không à, mà nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta không biết. Mà chính cái mặt hiệu của đó, cái người đó mà được vinh danh đó, sự thật ra họ cũng còn chưa lào thông, chưa có rốt ráo và chưa có đầy đủ, hay là họ cũng còn phàm phu. Thì điều đó là chúng ta thấy là trở ngại cho chúng ta vô cùng ở trong vấn đề tu tập. Chính Magandhya xin Đức Phật hãy nói, hãy chỉ dạy. Ông ta nói ông ta tin Ngài, thì Ngài nói là ví dụ như một người bác sĩ biết người ta mù, những điều mà quả thật khi mà chữa trị, nhưng người đó vẫn không hết cái mù của mình.
Và như vậy thì nó nhập công cho một người y sĩ thì như thế nào? Chính Đức Phật Ngài cũng xác định rồi. Đây cũng chính, nếu ta nói ra mà ngươi không nghe, không hiểu gì thì chúng ta cũng không cần phải nói. Ở đây cũng nhắc nhở cho chúng ta một, những người có hữu duyên á, có niềm tin thì chúng ta nói dễ dàng nhận, dễ dàng hiểu. Còn nếu như những người mà không có một cái niềm tin, không có một, người ta muốn bắt bẻ chứ người ta không phải thấu, người ta muốn tôn tạo cái tự ngã chứ không phải là người ta thành thật mà người ta thọ trì, thành thật mà người ta cầu pháp học pháp, thì chúng ta đừng có tốn công tốn sức gì đi mà phải tận tâm hay là phải khô nước miếng, tận tâm tận lực của mình mà để giải thích hay là để chỉ dạy điều đó. Cái duyên của nó không có thì không thể nào cứu thoát được. Trong cuộc đời này, cái sự tu tập nó đòi hỏi cái duyên lành, cái căn lành của tất cả rất là nhiều, rất là lớn. Bởi vì chúng ta nhớ, chúng ta phải có một nguyện, phải có một cái chánh tri kiến. Chánh tri kiến đó để làm gì? Để chúng ta tạo các cái thiện duyên được tốt đẹp. Chúng ta mới gặp những người hữu duyên, gặp các cái bậc chân nhân, gặp những người hiền, gặp những các bậc trí tuệ, hay chúng ta gặp những minh sư của mình. Chứ còn chúng ta vì một cái niềm tin cũng bằng với một niềm tin, nhưng chúng ta thiếu phước. Có thể nói rằng mình niềm tin mà chúng ta thiếu cái phước trí tuệ, cái phước chánh tri kiến đó. Chúng ta nghe họ nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay hết, thì nghe nó đúng, nghe nó hay là chạy theo cái gì? Theo cái sự ái luyến ái chấp trong lòng ta, chứ không phải là cái sự điều trị được cho cái sự đau khổ của mình. Và Đức Phật thì cũng nói cho Magadija biết rằng trị được cái vô bệnh đó, tức là tâm không có còn chấp về năm uẩn này. Vì không chấp cái năm uẩn này, nó rất hay và rất tuyệt vời. Cái chỗ là sao? Tức là khi vẽ tu tập á, vẽ mới biết được do cái gì? Do tham ái khởi sanh, hay chính do vô minh này mà nó phủ, nó bao che cho tất cả những cái gì đó mà trí tuệ chúng ta không thể bừng sáng được, không thể thấy được. Thì bởi vậy chúng ta mới thấy là chính do chấp thủ từ lâu, thật ra là từ lâu, trong dòng quá khứ cho tới ngày hôm nay, chúng ta bị vô minh đó nó che phủ, và chúng ta bị cái chấp thủ chấp ngã đó nơi chính mình mà nó lừa gạt và nó phỉnh gạt chúng ta, để chúng ta lăn trôi sinh tử biết bao đời do chúng ta chấp ngã, do chúng ta chấp hữu. Bao đời nay chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi động vô minh, cứ vô minh tạo cho con người bằng thân ác khẩu ác, hoặc là tạo cho con người ở phi phúc hành, ngay cả sanh về các tầng thiền luôn, chứng đã đạt các tầng thiền, và các tầng thiền đó thì cũng nằm trong giới vứt của tự sanh. Rồi từ cái hành này nó mới tạo tác cho tôi thức khởi sanh, để sanh dời cõi dục. Cõi dục ở đây cõi vui, cõi khổ, cõi sắc giới, các cõi thiền và các cõi vô sắc giới. Cõi phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, mà nó tạo cho 32 quả thức này đưa chúng sinh sanh khởi, sanh ra có mặt trên cuộc đời. Thì chúng ta thấy thức này, đây là thức dẫn đến thức tái sanh, để sanh ra. Thì khi có thức thì thức này nó duyên cho danh, thức nó duyên cho sắc, thức duyên cho danh sắc là cội ngũ uẩn này, thức duyên cho danh tức là cội sắc giới, và thức duyên cho
à, hay là thức duyên cho danh sắc ở cõi vô sắc giới, là thức duyên cho danh mà không duyên cho sắc, thức duyên cho sắc mà không duyên cho danh, đó là ở cõi vô tưởng. Còn thức duyên cho danh sắc là ở cõi ngũ uẩn. Thì chúng ta thấy cũng do vô minh này nó dẫn. Và hễ mà có ngũ uẩn thì chúng ta chạy, chúng ta chấp theo theo cái năm uẩn này. Bởi vì từ trong cái thức này nó mới dẫn cho chúng sinh nó sáng cửa. Vì chính có sáu cái điều kiện này, chúng khởi sanh lên, tâm mới xuất hiện. Vì có cảnh, vì có thức, cho nên xúc sanh. Xúc sanh cảm thọ, và xúc thì nó ra cảm thọ, biết yêu, biết thương, biết giận, biết hờn, biết bực bội, biết khó chịu, vân vân. Và từ chỗ đó có cảm thọ này mà cho nên mới ai luyến, mới khổ đau, mới vừa lòng, mới không vừa lòng. Và chúng ta mới ái chấp ở trong cái thọ đó. Như chúng ta thấy, chúng ta đang được sống, chúng ta muốn sống, sợ chết, sợ cái sự hoại diệt, sợ cái sự khổ đau, mà chúng ta muốn hưởng lạc. Mà cái hưởng lạc, có lạc thì nó cũng vô thường, cái khổ nó cũng vô thường. Chính là như chúng ta thấy cái lạc ái khởi sanh. Ái khởi sanh là chúng sinh chấp thủ nó, chấp thủ sự có mặt của năm uẩn này, chấp thủ sự có mặt ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc này. Và chính cái sự chấp thủ đó, những điều mà cảm thọ mà bị vô thường, nó bị mất đi, nó bị biến đổi, nó phải xa tầm tay, mất đi những gì mà chúng ta đang có trong tay, nó lại mất đi. Những gì chúng ta đang có, ngay cả thân xác này cũng mất đi, chúng ta không thể bảo tồn nó được. Bây giờ nó mất, chúng ta muốn nó có thì thế là phá vô phá vô phá, tức là sanh hữu và nghiệp hữu có mặt để dẫn dắt cho cái muốn có của chúng ta. Chính cái muốn có này, muốn có mặt, muốn có đời sau thì nó sẽ cho tiếp diễn. Và thế là hữu hữu có mặt thì có sanh, sanh có mặt thì có già chết, sầu bi khổ não có mặt thì bao đời. Đó chính là bị cái gì? Bị cái vô minh nó che phủ, bị cái lường gạt của cái ái, của cái vô minh. Mà thật sự ra cũng như bây giờ, ai cũng nghe cái câu kinh, nói con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu, biết như vậy không biết. Nhưng điều vì tham ái, vì cái vô minh hút cho quên đi. Ai đụng với chúng ta dễ sân, ai đụng với chúng ta mất đi thì chúng ta vẫn cảm thấy đau khổ, vẫn cảm thấy bực bội, vẫn cảm thấy khó chịu, và thấy sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc chúng ta chạy theo. Mà chúng ta quên rằng sự thật ra chất năm ca kẻ bất bình bưng cơn mất chạy theo mình, tại không thấy biết như vậy nhưng không dễ dàng. Ai cũng đều được nghe, ai cũng đều được hiểu trong tinh thần Phật pháp dạy rằng muôn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng chấm dứt, nào của cải vợ con tiền bạc chấm mất rồi nắm tay không ra đi. Thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, biết những điều đụng. Tại sao chúng ta lại quên đi? Cũng vậy nữa, chúng ta bị cái trò lừa gạt này của tử sanh, của tham ái và vô minh, nó cứ lừa gạt chúng ta. Cũng như là các vị tiên sư nói như thế nào, nói rằng bây giờ thân mình không có bệnh hoạn, tức là vô bệnh. Cái cảm giác vô bệnh đó nó sẽ cảm xúc cảm thọ cho con người không có khổ đau, con người không mệt mỏi, đó chính là một cái niết bàn, hay là một cái sự an lạc, một sự tịch tịnh của thân xác này. Nó chỉ đơn giản như vậy, họ lừa gạt như vậy, mà Đức Phật thì khẳng định lại không phải là như thế. Mà chính là cái ái chấp, cái chấp thủ của năm uẩn, cái chấp thủ rồi cái ái chấp, từ cái ái chấp, cái chấp thủ năm uẩn đó nó tạo cho chúng sinh bao đời đau khổ, bao đời bệnh hoạn. À, cái chỗ này chúng ta thấy
có thể nói rằng ở trong cuộc đời chúng ta thường bị trải qua như thế. Thì bây giờ nếu như mà Đức Phật đã nói, Đức Phật ngài dạy cho Magadhyaya, nhưng mà Magadhyaya không có thật, không có đủ duyên, không có đủ cái cơ sở, không có đủ cái niềm tin, một cái sự chân chánh để thọ trì, thì cũng như một bác sĩ chữa trị cho người nhưng không có thể hết bệnh được thì đó cũng hoài công uổng phí. Trong cuộc đời này nó phải có một cái duyên, nó phải có một cái điều kiện để chúng ta thọ trì. Rồi tiếp tục bác ra đi giám thỉnh cầu Đức Phật. Đức Phật ngài thuyết giảng chính những cái lời dạy của ngài sẽ là vô bệnh, chính cái lời dạy của ngài sẽ là độ lộ bất tử, sẽ là niết bàn, để con có thể thấy được, để con có thể hiểu được, để con có thể thành tựu được một người vô bệnh, một người chứng đạt niết bàn. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói, ngài mới nói ra để chỉ dạy cho Magadhyaya thấy. Đây tức là một người, một bác sĩ thật giỏi, khi một người đã bị mù nhưng người ấy khéo phẫu thuật, khéo cho thuốc, và người kia biết uống thuốc, mà người đó biết uống thuốc, biết làm theo lời dạy của bác sĩ, và khi đó thì mắt có thể thấy ánh sáng. Thì cũng như một người thầy cho thuốc bệnh nhân có thể chữa trị được những cái chứng bệnh nan y khó chữa, bây giờ nó chữa được thì mắt có thể sáng được. Thì khi sáng ra mới thấy được những gì mà người ta đưa cho mình, mà người ta cáo đó chính là sai lệch hết tất cả. Cũng như những lời dạy của Đức Phật mà được Magadhyaya thọ trì, thì Magadhyaya mới thấy được, có thể nói toàn bộ khổ quẩn này, chấp thủ chấp ngã này đều do vô minh và tham ái lừa chúng ta từ độ luân hồi cho tới bây giờ. Cho nên Magadhyaya mới bạch Thế Tôn thuyết pháp. Nếu bây giờ ta thuyết pháp cho ông để cái gì? Để cho ông không còn phải khổ đau, không còn phải bệnh hoạn, không còn phải sinh tử nữa. Thì trong quá trình trị liệu cho chúng ta không bị bệnh, cho chúng ta thấy được niết bàn, cho chúng ta đạt được an ổn bất tử bằng thánh đạo 8000 đó, thì phải nói rằng là một quá trình tu tập của tất cả bằng một cái quy trình chỉ dạy cho một người đệ tử những pháp căn bản, rồi tiến lên những cái pháp cơ bản, rồi cái pháp này đưa đến khổ đau sinh tử, cái pháp này là pháp ly dục, pháp này là pháp ly sân, pháp này pháp thành tựu, là người trí tuệ, là người tốt đẹp, là người từ bỏ, là như thế. Và pháp này là pháp thành tựu, cũng như chỉ dạy cho ta đây khổ đau này, khổ này phải được biết đi một cách rõ ràng, Parinyaya, cái tập đế này cần phải được đoạn trừ, để diệt đế này cần phải được thành tựu, và để đạo đế này cần phải được tu tập. Chúng ta đi theo một cái quy trình, một cái toa thuốc của chính một vị lương y giỏi, chính là Phật. Một vị lương y này điều trị tâm bệnh của tất cả chúng ta. Một con người thân bệnh, nhưng nếu như tâm không bệnh thì người đó cũng thật sự là hạnh phúc. Chúng ta chưa chắc là chúng ta chưa chứng thánh quả, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta vững vàng, chúng ta người có niềm tin, có trí tuệ, có cái sự tu trì giới lực, chúng ta có một cái sự tham thiền, chúng ta làm các công đức thì sự sẽ như chúng ta cũng được uống thuốc, tuy chúng ta chưa hết bệnh nhưng nó cũng giảm nhẹ cái đau đớn của mình khi chúng ta bị bệnh. Những người tu tập đúng đắn thì nhất chúng ta cũng không có phải trầm luân sinh tử khổ đau nhiều, hay chúng ta không có bị một sự lầm đường lạc lối, mà không được cái sự lầm đường lạc lối do chính của mình có cái tâm cầu đạo giải thoát nhiều, thì từ đó chúng ta mới biết buông bỏ,
ngã chấp của mình mới thấy được khổ uẩn này là giả thù. Toàn bộ khổ uẩn này nó bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã chi phối. Thế là toàn bộ khổ uẩn này chỉ là một đống một khối, rồi nó hợp tụ thành lại. Mà do cái sự ngu si hay là do cái vô minh và tham ái này lừa phỉnh ta, cho nên vị ấy mới từ bỏ, mới từ bỏ. Bởi cho nên mới là diệt được vô minh hay là ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì toàn bộ khổ uẩn sẽ không sanh khởi. Thì khi hữu ái hữu được cắt trừ, cắt trừ ngay cái hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có già, không có chết, không có sầu bi khổ u não. Hay là chúng ta thấy ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì không có, không có già, già được, không có mặt, chết sẽ không có mặt. Vì ấy thành tựu cái kết quả an lạc giải thoát. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc sống tu tập, cái đời sống tu tập cần phải được người con Phật tỉnh táo sáng suốt và nhận chân cái sự thật. Và muốn được như vậy, hay muốn được có cái con mắt sáng, hay được muốn bất bình, thì chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải thọ trì. Trong cái sự dấn thân, trong cái sự thọ trì thì chúng ta phải có một cái sự chịu khó, có sự chấp nhận. Chúng ta đừng có chiều theo cái cảm xúc của chính mình. Chiều theo cảm xúc, chúng tôi muốn nói ở đây có gì? Chiều theo cảm xúc cho rằng à, đây là vị thầy của mình, đây là vị thầy này nổi tiếng lắm, hay lắm, tốt lắm, hay lắm, đẹp lắm, vân vân. Thì nói như vậy thì chúng ta chỉ chạy theo người, chứ chúng ta không có thành tập, không có bằng một cái tâm quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng, hay chúng ta nương tựa nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hay chúng ta có sự tin tưởng rõ ràng sự giác ngộ của Phật, cái tính vi diệu của giáo Pháp và sự tĩnh lặng phiền não của tăng đoàn, của tăng chúng. Thì kính thưa quý vị, thật may cho Magandhya này được Đức Phật Ngài đúng là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho chính Magandhya này. Bởi vì chính Ngài vị thầy thuốc có đầy đủ phương lương diệu dược của chính Ngài, bằng những cái pháp bảo, bằng những cái lời dạy mà chính Magandhya này mới chữa trị được cái tâm hồn. Thì thế là như là được Ngài cho cái thuốc, và thế là mắt đã sáng. Mắt đã sáng nói chính là ánh sáng của trí tuệ đã xuất hiện. Ánh sáng của trí tuệ xuất hiện mới vẹn được cái mạng vô minh, hay là thực hành vào các đạo lộ, hay thực hành vào đạo lộ giải thoát, thì thế là cánh cửa bất tử đã mở ra. Chứ từ xưa tới giờ chưa nhìn thấy được cánh cửa bất tử, thì bây giờ thực hành bằng chánh đạo mới mở được cánh cửa bất tử và đi vào cái ngôi nhà an ổn, một cái điều, cái nơi mà nó không còn sinh tử, không còn khổ đau. Cho nên ở đó chúng ta thường nghe kinh văn là sanh đã tận, tức là không còn ái, không còn hữu xuất hiện nữa, tức là sanh tận mà sanh hữu nghiệp hữu đã được đoạn trừ. Việc nên làm đã làm, tức là vẽ ra thành tựu thánh đạo thánh quả, để sau đời sống này không còn ái sanh cái đời sống sau nữa, tức không có luân hồi. Bởi vì chúng ta nhớ Phật không còn trở về cho chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng Phật hiện Phật Phật cho chúng ta hiện ra cho chúng ta thấy, Phật hiện hữu trên cuộc đời. Hiểu như vậy là biết chúng ta không hiểu Phật Pháp. Bởi vì chính sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống khác. Thì bởi vì cho nên cái trạng thái Niết Bàn là một sự tịch tịnh vắng lặng, chứ không phải là một cái cõi Niết Bàn ở nơi đó chúng ta về nơi đó để thừa hưởng, để sống. Bởi vì cái chỗ đó chỉ là tịch tịnh vắng lặng, không còn phiền não, không còn cái sự sanh,
Bởi vì nếu như chỗ đó mà còn còn để chúng ta còn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc để chúng ta thấy, để chúng ta nghe, để chúng ta đụng, để chúng ta chạm, thì tất cả toàn bộ khổ uẩn nó sẽ khởi sinh lên, hay là cái ái tham, cái thọ lạc nó khởi sinh, mà cảm thọ khởi sinh lên thì nó vô thường, cho nên không có sự hành thủ ở chỗ đó. Cho nên đây chính là cái điều mà chúng ta nói cảnh giới. Cảnh giới đó là cảnh giới, nó cảnh giới của Phật, không có cảnh giới của Phật, một sự tịch tịnh vắng lặng. Niết bàn chỉ là cảnh chứ không có giới. Giới là giới vứt, chỉ là cảnh niết bàn chứ không phải là cảnh giới. Tức là ở đó nó có cái giới vứt, nó có một cái cảnh giới, nó có cái sự trú ngụ sinh sống của chúng sinh, không phải như vậy, mà chỉ là một sự tịch tịnh, một sự vắng lặng là như vậy. Và cuối cùng thì mà cái đế giới này đã thành tựu, mới chấp nhận được, chấp nhận nghe lời thuyết giảng của Phật, thọ trì lời giảng của Phật, và bắt đầu sinh quy y và chấp nhận không chỉ 4 tháng mà 4 năm cũng được, và sau đó trở thành một vị tỳ kheo, và thế là thành tựu thánh đạo thánh quả, giải thoát chấm dứt sanh tử khổ đau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài này một cái ý nghĩa để chữa trị tâm hồn của chúng ta, những niềm đau nỗi khổ, cái vui cái buồn ở trong lòng mình. Tất cả những điều đó đều là tâm bệnh, dầu cho cái điều vui hay cái điều buồn cũng là tâm bệnh. Mà tâm phàm phu là mang nhiều tật bệnh, mang nhiều thứ bệnh của thân lẫn tâm. Nếu như chúng ta không có biết chữa trị, không biết điều trị, thì vòng luân hồi chúng ta sẽ tiếp tục bệnh. Còn nếu như ai biết cách chữa trị, ai biết cách mà đi theo con đường của Phật, thì người đó sẽ chấm dứt cái sự bệnh hoạn ở trong một ngày. Mà chúng ta do công năng tu tập của mình mà chúng ta bớt bệnh, bệnh này bệnh kia. Và chúng con xin kết thúc thời gian thuyết như nơi đây. Nếu có địa chỉ sư tất kinh ứng, mong quý ngài thảo luận và trình bày cho cái ý nghĩa của cái bào không hôm nay được thành tựu được tốt đẹp hơn. Và kính nhân Phật Phật Đại Minh Đức Cả Đức Thánh Tư Đại Thiên Vương, các vị sư tiên của Địa Chánh Pháp, và nhất là các vị chư thần chư thiên, tất cả chúng sinh tại nơi đây được an lạc được thánh hóa. Và kính nhân xuống đến quý ngài và người đến toàn thể quý vị, Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sa Khai Giác. Sa thú kính trình sư tọa Tuệ Quyền. Hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta có mặt đầy đủ các vị giảng sư. Mặc dù hiện tại thì không có sư tọa Tuệ Siêu, nhưng mà sư tọa đã vào ở đầu buổi học. Bây giờ thì chính thức xin thỉnh sư tọa Pháp Đăng, xin được hỏi là sư tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và sư tọa có nghe được không? Nếu sư tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh sư tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, sư tọa Pháp Đăng, khi mà Đức Phật này đưa ra hai hình ảnh đối ngược với nhau là vô bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thượng, thì cái chữ vô bệnh đó chỉ cho thân bệnh hay tâm bệnh, hay tất cả những cái khiếm khuyết của Pháp hữu vi? Xin kính thỉnh ý kiến của sư tọa Pháp Đăng. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Yeah, cảm ơn tự. Dạ, cảm ơn chúng ta. Thì chúng ta cũng lấy kinh mà dẫn chứng kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì rất là nhiều những bài kinh để Đức Phật này dạy. Ngài chỉ dạy là thân á, bệnh nhưng mà tâm đừng có bệnh. Như vậy á, thì cái bệnh thân á, thì tất nhiên là vẫn phải bệnh, bởi vì bệnh thân là do thời tiết
chúng ta thấy thời tiết thay đổi chúng ta cũng bình. Nhất là những người bên Mỹ, mình thấy những cái mùa tiết cũng thay đổi thì chúng ta thường bình. Đức Phật này bình dạy bình do thời tiết, bình do vật thực. Chúng ta thấy rằng cái vật thực chúng ta ăn thì có nhiều những cái hóa chất, hiện giờ các nhà khoa học cũng chứng minh trong vật thực ăn, nước uống nó có rất là nhiều những cái chất mà nó gây ra bệnh. Như vậy vật thực sinh ra bệnh thì Đức Phật cũng có nói rồi. Tâm sinh ra bệnh và nghiệp sinh ra bệnh. Thì thường thường chúng ta biết tâm của chúng ta bị phiền não nó sinh ra bệnh, mà phiền não tham sân si đó là cái bệnh mà Đức Phật ngài nói rằng đối với một bậc thánh đó, thì thân bệnh tâm không bệnh. Bậc thánh thì không có tham sân si. Như vậy thì cái câu mà Đức Phật ngài nói vô bệnh lợi tối thắng đấy, ngài nói đến cái tâm không có bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bởi vì các cái bậc thánh lậu tận, các ngài thật sự là không có bệnh của tâm, vì các ngài đã hết phiền não rồi. Mà chúng ta thấy cái bệnh phiền não là cái bệnh nặng nề nhất, phiền não dẫn đi luân hồi và phiền não đưa vào đọa xứ. Nhưng mà nói cái bệnh cảm hay bệnh này kia nọ, cái bệnh nó chỉ giết chết cái thân mình thôi. Nhưng mà cái tâm phiền não đó, nó còn dẫn mình đi vào đọa xứ nữa. Chính vì điểm đó nên Đức Phật là rằng vô bệnh là lợi tối thắng. Muốn nói đến cái phần của tâm, cái phần mà chấm dứt. Bởi vì chúng ta thấy đối với các vị tỳ khưu và bị bệnh như Gô Thí Cá, hay là rất là nhiều những vị tỳ khưu bị bệnh đó, mà mày đem đến con dao đó. Đem đến con dao có nghĩa là đem đến con dao thì chúng ta biết rằng để tự sát rồi. Nhưng mà những cái vị nào mà tự sát mà không quay trở lại nữa đó, thì Đức Phật ngài nói ngài vẫn tán thán cái sự chết mà không có quay trở lại. Thứ nhất là vị đó đắc đạo quả A-la-hán, đắc đạo quả tột mạng luôn, đắc đạo quả tột mạng niết bàn luôn, thì Đức Phật ngài vẫn tán thán. Vì đối với chúng ta đó, sanh và tử đó là cái đương nhiên thôi. Bởi cái tâm tục sinh đó, cái tâm nó làm việc khổ kiếp và cái tâm nó làm việc tử, tất nhiên là chúng ta phải chết. Nên đó, khi mà chúng ta chết mà chúng ta không sanh nữa đó, đó là cái lợi tối thắng. Bởi vì chết chúng ta không có sanh lại luân hồi nữa, không phải chịu cái sự lập trình trở lại nữa. Ví dụ như còn nhỏ phải học hành, rồi lớn lên phải lập gia đình, phải học các nghề nghiệp, phải tranh đấu với đời, phải thành gia lập thất, biết bao nhiêu sự khổ mà chúng ta cứ làm lại hoài như vậy. Nên một người mà họ không còn làm lại những cái chuyện đó, đó là cái tối thắng. Bởi vì cái bậc thánh đó, thấy được cái sự luân hồi là tội khổ, nên các ngài chấm dứt cái sự luân hồi. Như vậy trong cái câu thảo luận cái chữ vô bệnh, trong cái câu vô bệnh lợi tối thắng, chỉ cho thân bệnh hay tâm bệnh, hay là sự kiếm khuyết của tất cả pháp vô vi. Thật sự đó thì chúng ta biết rằng cái câu mà Đức Phật đã vô bệnh lợi tối thắng ấy, là muốn nói đến cái tâm không có bị bệnh. Bởi cái tâm không có bị bệnh đó, thì các bậc thánh đó, bởi con người chúng ta mà cái tâm mà bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sản xuất lỗi lầm cho ra quả khổ, là cái tâm bất thiện. Mà hệ cái tâm bệnh hoạn đó là muốn nói đến cái sự tiếp tục luân hồi. Còn cái tâm mà nó hết bệnh hoạn đó là cái tâm chấm dứt bất thiện. Cái tâm chấm dứt tất cả các pháp bất thiện. Mình nói chung là cái tâm siêu thế, tâm tự đạo tự quả. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thường thuyết rất nhiều những cái bài pháp, trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có, trong Tăng Chi cũng có, trong Trường Bộ hay Trung Bộ thì ngài cũng có nói về cái thân đó, thì ai cũng phải bị bệnh hết. Cái thân này không có thể nào không bệnh được. Nhưng mà cái tâm đừng có bệnh là điều Đức Phật ngài dạy. Bởi vậy ngài thuyết giảng để đoạn trừ cái phiền não nơi tâm. Và cái người nào mà không còn phiền não nơi tâm đó, chỉ có bị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác và A-la-hán tinh văn giác thôi.
ngoài ba cái vị này ra, những vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn còn tái sanh. Vẫn còn tái sanh thì vẫn còn hữu, vẫn còn sanh. Mà hễ có sanh ra thì có hậu kiếp và tử trong cái trong kiếp sống tương lai. Bây chúng ta khi mà chúng ta có sanh á, có cái tâm tục sinh á, thì cái tâm đó làm việc hậu kiếp và cái tâm đó làm việc tử. Có nghĩa là phải có sự sanh tử đau khổ như vậy. Như vậy thì trong cái câu mà vô bệnh lợi tối thắng ở đây á, thì có nghĩ rằng Đức Phật ngày dạy, về cái việc mà đoạn trừ cái phiền não tâm để cái tâm không có bệnh. Chứ còn cái thân á, thì bắt buộc phải bệnh. Cái thân thì bắt buộc phải bệnh, cái thân ai cũng phải bệnh hết. Tại vì cái thân của chúng ta đó là ăn vật thực hay thời tiết hay là nghiệp thì chúng ta vẫn thấy đối với tất cả những vị A-la-hán cũng có những vị mà cái kiếp cuối cùng nó vẫn còn bị nghiệp, nghiệp mà đi theo sanh ra những cái chứng bệnh, những cái sự đau khổ cho cái thân đó. Nhưng mà rồi cái tâm của Ngài đã là không còn bệnh nữa, có nghĩa là không còn phiền não nữa. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó, thì con xin chia sẻ với hội chúng là như vậy. Còn cái câu là tâm bệnh hay là sự kiếm khuyết của tất cả Pháp Hữu Vi, thật sự đó thì quý vị biết rằng Pháp Hữu Vi là muốn nói đến cái sự hiện hữu còn có mặt. Cái sự hiện hữu còn có mặt đó thì nó còn cái sự như thời tiết hay là vật thực sanh ra bệnh hay là nghiệp sanh ra bệnh đó. Nhưng mà khi một cái người mà chấm dứt các Pháp Hữu Vi đó là muốn nói bị A-la-hán thôi quý vị. A-la-hán mới chấm dứt hết các vị Vi. A-la-hán viên tịch đó, vị A-la-hán viên tịch, cái tâm viên tịch, cái tâm tử của vị A-la-hán là cái sự chấm dứt các Pháp Hữu Vi. Vì sao cái sự viên tịch đó không còn là sự tái sanh nữa? Thì trong cái câu thảo luận số 1 con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì còn nói cần nói thêm thì thỉnh tương tạo. Bây giờ thì con xin gửi một chút tương tạo. Sa thú kính trân thượng tọa Pháp Tăng. Thượng tọa Pháp Tăng ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tăng đang ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Tăng, ở trong bài kinh Magadhyaya thì Đức Thế Tôn Ngài có dạy rằng đây là những bệnh chứng, những cục bướm, những mũi tên. Ở đây những bệnh chứng, những cục bướm, mũi tên được trừ diệt, không có như ta. Do chấp thủ được diệt ở ta nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, nên già chết, sầu bi khổ ưu não được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ khổ quẩn được quan niệm, được hành giả nhìn là một căn bệnh. Thì có những người họ nói rằng năm quẩn tuy là khổ nhưng mà có còn hơn không. Thà mình có khổ năm quẩn nhưng mà còn hiện hữu thì còn tốt hơn. Còn bây giờ không có năm quẩn nữa thì mình vui với cái gì? Thì cái quan niệm mà về Niết Bàn ở trong bài kinh này gọi là Niết Bàn là tối thượng. Nhưng mà Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà như vậy theo thượng tọa Pháp Tăng là Niết Bàn có nên quan niệm theo hai cái quan niệm có và không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin hành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Hợp Đăng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Tề Tri, Sinh Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở qua cái đoạn kinh này đó thì gọi đây là bệnh chướng, đây là cục bú, đây là mũi tên. Thì con nghĩ là bởi vì thật sự ra tới thì cái mà mình nói là cái người ta quan niệm chung là thà là có còn hơn là không.
Có nghĩa là khi con người mình có hiện khởi, con người mình nói chung, nói riêng, thân ngũ uẩn nói chung á, thì hả, có hiện khởi thì chúng ta có vui, có buồn, có những cái điều mà chúng ta có thể có cảm giác được. Thí dụ như con người ta đó thì khi người ta đói thì người ta được ăn no thì người ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà no quá đó thì người ta cảm thấy nó mệt mỏi, thà là người ta không ăn no để rồi người ta có được cái hạnh phúc đó. Thì con nghĩ là nó trong cái suy nghĩ của cái chung mà người ta đều nói đến cái cảm giác của con người hay là cảm thọ của con người. Rồi khi mà mình thiếu cái gì thì mình đi tìm cái đó và cái đó đáp ứng được cho mình thì mình gọi đó là hạnh phúc. Rồi khi mà nó dư thừa quá thì cảm thấy nó không còn là hạnh phúc nữa. Thì ở đây đó, nếu mà mình xét vào cái suy nghĩ chung của thế thường đó, thì thà người ta nói là thà là có còn hơn không. Bởi vì tu là để cùng mong một lúc nào đó mình có được cái sự thụ hưởng. Thì cái mình nghĩ chung là như vậy. Bởi vì mình quen cái suy nghĩ chung của mình là cái thụ hưởng. Nơi đâu có cái sự thụ hưởng thì mình gọi đó là hạnh phúc. Ngay cả cái mà mình nói là hạnh phúc, có một cái cảnh giới nào đó để mình hưởng thụ, để mà mình thụ hưởng những điều đó, thì đó là hạnh phúc. Chứ còn bây giờ nếu mà tu á, để rồi chấm dứt hết hoàn toàn, không có cái sự hiện hữu nào, không có cái sự thụ hưởng nào đó, thì có gì đâu gọi là cảm giác của hạnh phúc. Thì ở đây con nghĩ rằng Đức Phật Ngài nói đến những cái ôn bú, hay là những cái chướng, bệnh chướng, hay là những cái mũi tên, là nói đến những cái pháp mà nó dắt dẫn, nó đưa cho chúng sanh, dắt dẫn đưa đẩy chúng sanh sanh tử luân hồi. Cho nên mình cũng đang bị cái sanh tử luân hồi này, rồi cũng đang bị sanh chịu sanh già bệnh chết này, thì thân và tâm nó cũng đều là bệnh hết. Thân thì chúng ta cũng hiểu rồi, đó là nhiều cái chứng bệnh, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Còn tâm bệnh là do phiền não, do tham sân si, do ái chấp, vân vân. Thì do những cái pháp đó đó, nó là những cái pháp mà làm bệnh chướng, hay là đó là ung bú, hay là mũi tên. Cho nên này dẫn đến là chúng ta có hiện hữu của pháp hữu vi. Thì theo con nghĩ đó là thường đó là người ta thường nói đến cái những sự chấp có cái gì đó thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà mình hiểu chung á, là trong cái lời của Phật dạy đó thì cái gì mà còn hiện khởi hiện hữu của pháp hữu vi á, cả thân và tâm mình, sắc thọ tưởng hành thức á, thì cái đó nó cũng là khổ, bởi vì nó có cái chịu cái sự sanh diệt, chịu cái sự bức bách, và do vậy cho nên là nó vẫn có cái sự khổ, có sự khổ. Và trong cái cuộc tu này nói là mình hay tìm niết bàn á, tìm cái sự an lạc á, thì những cái lúc nào mà theo con nghĩ đó thì những cái lúc nào chúng ta tu tập cũng vậy, đừng để cho cái nội tâm của mình nó dính mắc, hay là nó bị trói buộc ở trong những cái không đáng trói buộc, không đáng để mà bận tâm dính mắc vô đó. Thì khi đó cái tâm của mình không có bị cái sự ràng buộc đó, thì con nghĩ là người đó họ đã có được cái sự an lạc rồi. Cho nên là giữa cái có và cái không này đó, thì hiểu theo cách nào đó thì mình cũng khó phân biệt được, để rồi nó là còn hay là không. Nhưng mà hiểu trong lời của Phật dạy đó, thì khi nào còn hiện khởi của năm uẩn, hay là
nói chung nó là pháp hữu vi. Ở đây là trong đó có năm uẩn thì còn biết bao nhiêu cái sự hệ lụy và khổ đau. Cho nên tu tập để mà tu tập để mà giải thoát thì ở trong hiện tại thì con nghĩ rằng là tâm mình đừng có bị sự chi phối hay là bị cái sự ràng buộc ở trong các cái pháp trói buộc của phiền não, như là tham sân si, tà kiến hoài nghi gì đó. Thì khi đó đó là mình không bị ràng buộc những trường hợp đó, thì tâm mình cũng đã có được cái sự an lạc rồi. Còn về trong đời sống luân hồi đó, thì khi nào mà mình không còn hiện hữu của năm uẩn, mà muốn được hiện, không còn hiện hữu của năm uẩn nữa đó, thì chỉ có là diệt trừ những cái bệnh chướng, những cái cục bú, những cái mũi tên. Bởi vì những cục bú mũi tên đó cho nên là khiến cho chúng ta phải bị chấp thủ, rồi khiến cho chúng ta bị sanh diệt hiện khởi, rồi chúng ta chịu cái sự sanh diệt đó là sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não. Cho nên nếu mà không có những điều đó thì con nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc. Mà để có được những điều đó thì đòi hỏi cái người tu tập cần phải trau dồi rất là nhiều, cần phải tu tập giới định tuệ để rồi đó là không có còn cái sự có mặt của phiền não nữa. Thì không có sự có mặt của phiền não thì không có cái sự hiện khởi. Thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Có nếu được có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thú kính trân Thượng Tọa Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính ấy, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Đức Pháp Tính, đôi khi chúng ta thấy ở trong kinh dùng chữ khanh thác, gọi là quẩn, là khối, là nhóm. Ví dụ như nói về sắc rồi lại có sắc quẩn, hay nói về pháp cũng có pháp quẩn, nói về giới định tuệ thì cũng có giới định quẩn, tuệ quẩn. Ở trong bài kinh này Đức Phật có dùng chữ đúc khắc thanh thác là khổ quẩn, toàn bộ khổ quẩn, và toàn bộ khổ quẩn tập khởi. Thì Đại Thế Pháp Tính Hoan Hỷ giải thích là chữ khổ đau và chữ khổ quẩn nó giống nhau ở điểm nào và nó khác nhau ở điểm nào, kính thỉnh Đại Thế Pháp Tính. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Truy cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ qua câu thảo luận Thượng Tọa vừa nêu lên. Thì cái thực ngữ khổ và khổ quẩn thì nó có ý nghĩa đồng nghĩa thế nào? Thì đối với cái khổ đó thì bất cứ một cái gì mà hiện hữu ở trên thế gian này thì cái đó nó là điều là khổ. Nhưng mà ở đây tại sao mà dùng cái cụm từ là khổ quẩn, muốn nói lên cái đối với cái ngũ quẩn, dù cho cái đó là sắc quẩn hay là thọ quẩn hay là tưởng quẩn hay là hành quẩn hay là thức quẩn, bất cứ là cái gì mà nó liên quan tới quẩn thì coi như là cái đó nó là khổ. Còn khi mà mình dùng chữ khổ không thì chỉ cho một cái gì đó riêng biệt
mà mình đang muốn nói đến. Thí dụ như mình nói sanh là khổ đi, sanh là khổ, hoặc là già là khổ, thì khi mà mình dùng chữ khổ không thì coi như là mình đang nói đến một cái hiện trạng, một cái chuyện gì đó mà nó diễn ra cái sự đau khổ đúc khát. Còn khi mà dùng cái danh từ khổ quẩn đó, tất cả cái gì mà nó liên quan tới quẩn thì nó đều là khổ. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà ở trong kinh đó, thì mình thấy luôn luôn khi mà có cái danh từ mà khanh thá đó, hoặc là những cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy, toàn bộ khổ quẩn đều là khổ. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nhìn cái cụm từ đó đó, thì mình biết rằng là thể mà có quẩn là có mang theo cái sự đau khổ. Thành ra luôn luôn lúc nào khanh thá nó cũng dính theo một cái danh từ kèm theo, đó là đúc khát. Thể mà nói đến sắc quẩn thì sẽ chúng ta sẽ biết rằng là đó là cái sự khổ của nhân loại phải mang cái sắc quẩn này. Hoặc là đối với cái cảm thọ quê đá na khanh thác, nó cũng là thọ, dù cho nó cũng là cái khổ quẩn nữa, nó cũng nằm ở trong cái sự khổ nó chi phối. Vì khi mà chúng ta được cái thọ lạc đi, nhưng mà tại sao mà cũng nói về khổ? Khi mà nó mất đi, nó hết đi cái cảm giác thọ lạc đó, thì coi như là khi mà mất đi rồi đó, thì nó khổ, nó sẽ sanh lên. Cũng như ở trong Trung Bộ Kinh mà ngày trước chúng ta đã học đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà có lạc thọ thì hai cái cảm thọ kia nó sẽ vắng mặt. Khi mà có khổ thọ thì hai cái trạng thái của hai cái thọ kia đó thì nó sẽ vắng mặt. Thì cái sự mà có mặt cái này rồi nó diệt đi, nó sanh lên cái kia, thì coi như là nó sẽ mang cái tính chất là nó là đau khổ. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 3 này đó, cái chữ khổ và cái chữ khổ quẩn nó đồng vị thế nào? Thì nó đồng là nói về cái sự mà khó chịu, có nghĩa là nói về cái khổ nó đồng với nhau hết. Cái khổ nhiều, khổ ít gì cũng vậy, nó cũng có cái chung là cái điểm khổ. Còn cái điểm dị á là cái sự khác là nó như thế nào. Cái chỗ đó thì có là đang nói về cái nào nó là khổ, hoặc là chúng ta đang nói về cái đối tượng sanh là khổ, già là khổ. Còn đối với khổ quẩn á, là chúng ta chỉ nhấn mạnh hãy mà có quẩn là mang cái sự đau khổ. Hoặc là có cái câu Phật ngôn mà Đức Phật nói rằng là dù cho có một chút tái sanh, có một chút tái sanh á, thì cũng còn cái sự khổ. Giống như là dính nó cũng hôi và thối, thì cũng vậy, dính một quẩn nào đó, dù cho chúng ta sanh ở cõi ngũ quẩn hoặc là tứ quẩn hoặc là nhất quẩn, thì cái cảnh giới nào nó cũng còn cái sự khổ hết. Thành ra đây là cái điểm khác biệt khi mà chúng ta dùng chữ đúc khát canh thác. Còn khi mà chúng ta dùng cái chữ đúc khá không á, thì nó phải kèm theo một cái tính từ nào đó, có nghĩa là chỉ cho sanh là khổ hay là già là khổ. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 3 này. Bây giờ thì con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
sa thú cái rừng Đại Địa Phật Tính, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu số 4. Dạ, sư Nguyên Thông ở trong bài kinh này có câu là Athang Diko cho bắt ca năng. Ở trong bản dịch dịch là bắt chánh là độc đạo. Thật ra dịch như vậy thì cũng hơi miễn cưỡng lắm. Nhưng mà mình nên hiểu như thế nào câu Phật ngôn này. Xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thưa lĩnh sư phụ, có góp ý kiến cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng câu bát chánh là độc đạo, Athang Diko Magga Năng, được hiểu như thế nào? Kính thưa sư phụ, là cái bài này thì nó nói, con nghĩ rằng đó là cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngài đã nói rằng cái sự xuất hiện của Như Lai trên thế gian này để nói về sự khổ và cái con đường diệt khổ, và bát chánh là cái con đường diệt khổ. Thưa sư phụ, trên thế gian này ngoài bát chánh ra thì không có tứ quả sa môn, tức là muốn mà diệt khổ, muốn mà không còn cái, để tiêu trừ cái khổ của thế gian này thì chỉ có con đường bát chánh thôi. Không có, có con đường bát chánh thì không có thể diệt khổ. Thì bậc chánh là cái gì? Là phải có cái sự hiểu biết rõ ràng chân lý, ta gọi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy rõ như thật. Mà thấy rõ như thật nghĩa là gì? Thấy rõ như thật là trên thế gian này là khổ. Là tại sao được khổ? Trên thế gian này là vô thường, là nó khổ. Bởi vì thấy rõ cái vô thường đó, cho nên Đức Phật chỉ ra cái con đường mà bát chánh để cho chúng ta là nương theo đó. Là vì vậy cho nên chỉ có con đường bát chánh, không có con đường thứ hai mà để diệt khổ được, cho nên gọi là độc đạo. Đó. Vì vậy cho nên đây là cái chân lý tuyệt đối của thế gian này. Và vì là vì cái chân lý tuyệt đối của thế gian này nó bao gồm tất cả, là thí dụ như là trên thế gian này là tại vì chúng ta có cái thân phải là khổ, là tại vì cái vô thường. Thí dụ bây giờ con là giờ con sắp chết rồi, tại vì con năm nay 81 tuổi thì sống nhiều lắm rồi, 81 tuổi rưỡi, còn nhiều nữa là 82. Nhiều lắm 83, nhiều lắm là thì nghĩa là trước sau cũng chết. Vì vậy trên thế gian này làm thế nào mà để thoát khỏi cái chết, thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, thì con đường đó chỉ do Đức Phật người đã bỏ ra 20 A Tăng tiệt kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất để tu tìm ra cái chân lý. Và cái ngày tìm ra cái chân lý cách đây là 2564 năm, là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mà thành tựu rồi á, thì ngài đã giảng pháp. Và khi mà ngài giảng pháp sau 45 năm ngài giảng pháp thì ngài đã tịch diệt. Được lúc mà ngài tịch diệt đó, trong giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ tính ra cái lịch của Thế Tôn là khi nào, là khi cái ngày kể từ ngày khi mà ngài tịch diệt, cho nên cách đi 2564 năm thì ngài đã tịch diệt ở Kusinara. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy là cái sự hiện hữu của ngài và sự tu hành của ngài và sự thành đạo của ngài, và cái sự thành đạo của ngài là do bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, cũng là như vậy, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ngoài cái bát thánh đạo đó thì không có con đường nào mà trên thế gian này họ có thể đương theo để mà chứng thánh quả được. Là bởi vì phải thấy rõ là trên thế gian này nó có cái sự vô thường, và cái sự vô thường đó, và chính cái sự vô thường nó làm cho tất cả mọi việc trên thế gian này nó là khổ sở. Đó. Là vì vậy cho nên ngoài cái Đức Phật giảng giải rằng ngoài bát thánh đạo thì không có tứ quả sa môn. Tứ quả sa môn là sở dĩ tâm tứ quả.
mà sơ nhị tâm tiểu quả đó là phải từ bát thánh đạo mà sản xuất ra, chứ không có bát thánh đạo không có sản xuất ra. Bởi vì cái nghĩa đó cho nên nói là độc đạo. Bởi vì kính thưa sư phụ, thì đó là con hiểu là như vậy, là vì trên tất cả trên thế gian này đã có rất nhiều tôn giáo. Thì hội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có 6 phái tôn giáo là lục phái triết học đó, nhưng mà không có phái nào mà đắc đạo quả cả. Đắc thiền thì họ có, bởi vì thiền thì sơ nhị tâm tiến thiền là không như biên xứ, thức như biên xứ, vô sự hội xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là tất cả những cái đó là những vị thiền sư của tất cả các tôn giáo trên thế gian này họ đều có thể đạt được. Nhưng mà bát thánh đạo thì không có ai đã đạt được cả. Cho nên thiền thì họ có thể chứng đắc. Thí dụ như là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ba ngày tuổi đó, thì ngài vua Tịnh Phạn đã mời 6 phái triết học đến. Và lúc đó có cái ông Asita là một vị thiền, một sự thiền sư ở Ma Thiên Lãnh đó. Thì ông bay xuống đi xin để xem mặt Đức Thế Tôn, bởi vì ngài có cái thần thông nhìn thấy thiên tượng, thì thấy có sự hiện hữu của một vị thánh nhân ở trên, một vị sẽ làm thánh nhân trên trần gian này. Thì ngài thấy rồi, bởi vì cái lúc đó thì con muốn có ý, không muốn nói là không phải nói với vụ này, mà nó nói là ngài là có một người có thần thông, là ngài thì không có bay đi bay về đó. Thì cho nên cái gọi là cái thần thông thiền định thì nó đã có trước Thế Tôn, nhưng mà chỉ có Thế Tôn là một người tìm ra cái con đường mà chứng đắc đạo quả. Thì con đường chứng đắc đạo quả đó chỉ nằm trong bát thánh đạo, ngoài bát thánh đạo thì không có tiểu quả sa môn. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng giải rằng đó là con đường độc đạo, con đường độc nhất. Không qua bát thánh đạo thì không thể chứ sơ thiện, sơ dị tam tứ quả, chỉ bát thánh đạo thôi. Và vì vậy kính thưa sư phụ, con thấy là cái câu mà bát thánh đạo là độc đạo đó là lời dạy của Đức Thế Tôn mà con đã nghe qua. Kính thưa sư phụ, con trí tuệ thấp kém mà chỉ biết đến đó mà thôi. Con xin thỉnh sư phụ trở lại để giảng thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều con nói chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin trình thưa tòa, xin trình sư Minh Thông. Thưa tòa tự quyền, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tự quyền đang ở trước máy, dạ. Thưa tòa tự quyền, chúng ta thấy rằng ở trong thời đại ngày hôm nay đó, một số không nhỏ tăng ni khi đi xuất gia đó, thì nghĩ đến chuyện là lập chùa, nghĩ đến chuyện là mình đạt được một học vị nào đó. Và càng ngày thì càng ít người tha thiết với cái cứu cánh giải thoát. Một tông phái rất là thịnh hành trong Phật giáo đó là Tịnh Độ Tông, thì lại đề cập đến một cõi cực lạc, Tây Phương cực lạc, để cho nghĩ đến. Nhưng mà nói về Niết Bàn thì thường đó có thấy rằng ngày nay người Phật tử Việt Nam chúng ta ít có người thật sự tha thiết đến Niết Bàn. Và nếu nói về Niết Bàn thì chúng ta có thấy rằng chúng ta quan niệm tương đối là hơi khác xa với cái nghĩa Niết Bàn mà Đức Phật dạy như ở trong bài kinh này, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Nguyên. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Khai Gia. Dạ thưa quý ngài được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con một lần nữa kính lễ cho công đức tăng và thỉnh trợ đến toàn thể quý chúng mình, Phật tử. Dạ cái bài thượng tọa xác định quả thật thì nó cũng là một cái điều
Đó cũng là một điều mà phải nói rằng rất là thực tế, rất là đúng đắn. Mà trong cái xã hội ngày nay, hay các cái vị tu sĩ ngày nay, cứ cho rằng bây giờ mình cứ tạo chùa, tạo thất, hay là bằng cấp học vị để tô vẽ cho cái cá nhân của mình, đó là một điều đúng đắn, họ đã quên đi. Sự thật cái ngôi nhà cao cả nhất, ngôi chùa cao cả nhất, cái ngôi chùa trong lòng mình. Học cho có nhiều, bằng cấp học vị, coi chừng cái đó chúng ta đã xa rời cái ý nghĩa của cái sự tu tập. Đó là đúng chính xác như vậy. Và quả thật thì chẳng những vậy mà họ đi tìm họ được như vậy, và họ chờ tự cho mình như vậy là tốt rồi. Cũng như cái người mà chúng ta thấy ở trong chung kinh Hải đã nói đó, người mù đó, là người ta cứ cho mình cái này, mình được cái này được cái kia, thì cũng y như bây giờ, cũng như mình là mù mà mình cho được, mà người ta cho mình một cái áo cũ, cho một cái áo dơ, áo rách, mà mình ta nói đây là cái áo quý, đây là cái áo đẹp, chúng ta khoái, chúng ta thích. Thì sự thật ra đi tìm những cái mà nó thuộc về cái gì mà nó hư danh, và cái gì nó thuộc về cái thế giới vật chất đó, đó là như thế, xem chừng chúng ta coi chừng. Và nhiều khi chẳng những như vậy mà nhân danh công lý thể hiện ra nó như thế này, nó như thế kia, thì rất là uổng, rất là sợ. Bởi vì thí dụ như mình, như hồi sáng nay cũng có gặp một cái thiện nam vô hỏi Phật pháp, và có một số điều cũng đặt vấn đề con thấy, nếu như suy nghĩ thế nào một người tu khi được những cái chức danh hay tự mình xưng danh, thì cái điều đó đúng hay là sai? Thì con nói cho họ nghe là xác định rõ, tôi không có danh chức gì, không có danh, không có chức phận, chức sự gì. Còn những người mà tự xưng danh thì người đó đã sai. Bởi vì Phật pháp vô ngã. Còn bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy đó, hòa thượng, tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, phó tiến sĩ, vân vân, học vị này, học vị nọ, học vị kia, thì cái đó thì người ta nói rằng đó là thời đại, phải được cái đó thì nó mới là đúng đắn cái sự thật ra. Trong cái học vị đó, liệu người ta có đúng là cái học vị đó hay không là một chuyện, nhưng chúng ta không nói cái chỗ đó, bởi vì mình chưa có mang một cái học vị tiến sĩ thì mình không có nói. Mình nói thì người ta, tại vì anh không có cho nên anh không nói, anh nói là đúng. Còn khi nào anh có đi thì cái đó anh nói, thì cái điều đó mới đúng. Thì thôi, xem như chúng ta miễn bàn chỗ đó, đúng sai gì tự trong lòng của mọi người sẽ hiểu, sẽ biết. Thì khi đó con nói như vậy xong, thì con mới nói cho người ta nghe luôn một điều. Thật ra Phật pháp đó, thì cái chuyện hiểu biết được cái kiến của Phật pháp để mà tốt, chứ không phải mà để có danh, để được những cái chức danh mà tự mình xưng danh, đó là sai. Chứ được Phật tử họ đâu có nghe, Phật tử họ đâu có nghĩ như vậy. Mà chính là họ còn tôn dân, tôn sanh, tôn xưng, tôn danh, cũng như vỗ tay theo nữa, cũng như là đề đạt theo. Thì thôi, cái chuyện đó là thuộc về cái duyên nó như vậy, cái khổ nó như vậy. Đây là cái điều mà chúng ta cũng hơi xa rời đi cái giá trị của thực hành. Nói luôn cả, không phải đứng nói các chùa, mà đi lập cái thiền viện này, đi lập cái thiền viện nọ, rồi nghĩ rằng là mình giúp cho người ta tu, người ta giúp cho người ta như thế này thế nọ, thì cái điều đó nó cũng đồng nhất thôi. Thì nói như vậy, cái này vậy thì mà không xây dựng chùa chiền thì không có ai tu, không có ai vô để mà ngồi thiền, hay không ai để nghe pháp, để nghe đạo. Thì cái đó chúng ta nói cái duyên đi, chứ chúng ta đừng có nhân danh mà chúng ta nói như thế này thế kia, có chuyện chúng ta đã xa rời rồi. Cái lời dạy của Phật không phải lời dạy đó, không
tôi đều chỉ dạy như vậy. Và còn cái giá trị thứ hai nữa, rất là cảnh giới Niết Bàn. Tại sao người không có người ngày hôm nay, người ít có đam mê, người ít có suy xét, người có một niềm tin, người thật tin Phật, thật hiểu Phật pháp và thật tin với chúng ta, thì người ta mới dám dấn thân, người ta mới dám tìm hiểu. Chứ bây giờ nghĩ trời cái Niết Bàn sao mà nó xa quá xa, mà nó khó chứng đắc như vậy, mà tự nhiên tu rồi không có cái gì trơn, thấy nó lãng xẹt, thế nó lãng nhách, thế nó vô vị quá. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng sinh là tâm tham ái, tu cũng phải cần phải tìm có một cái gì đó, làm phước cũng cần có một cái gì đó, chứ họ không có nghĩ đến cái chuyện ba la mật, họ mai cũng không nghĩ tới cái chuyện mà làm để mà từ đó chúng ta tạo các cái pháp độ để mà thành tựu cái đạo cái thoát. Mà họ làm việc phước, họ muốn được danh, họ muốn được lợi, họ muốn được kết quả của chính họ. Đó chính là họ được nung nấu và nuôi dưỡng của tham ái mà, của dục tâm cầu mà. Thì chính họ nhảy vào, họ suy nghĩ như thế. Bởi vì cho nên chúng ta thấy ở bên nó thật sự các cái đạo giáo người ta xuất hiện, chẳng hạn như Tịnh Độ. Bây giờ cứ vô niệm Phật đi, mới hút sẽ có Phật trước về cõi Tịnh Độ. Cái tịnh cư đó, tịnh cư, muốn về cõi tịnh cư, chúng ta niệm Phật á, nếu chúng ta niệm Phật mà để tâm được định, tâm được chứng đắc thiền á, thì chỉ xem về các cảnh giới thiền này. Ở đây mà nói về cái niệm Bút Tha Nu Sư Tí Tha Ma Nu Sư Tí Sang Ca Nu Sư Tí Tất thì niệm á, thì cái niệm Phật cảnh giới cao nhất chỉ là cái cảnh giới thiền thôi. Nhưng họ đóng hoàn chánh về cõi Tây Phương, nơi đó cũng như là có chim hót, có nhà trời reo vang, nó sống xuống cuộc đời sẽ được lạc mà không có khổ mãi mãi, thì vẽ ra một phương trời biển mộng của một cảnh giới thì người ta rất thích. Người ta nghe rằng người ta tu, bây giờ người ta bây giờ khổ rồi, bây giờ gì cũng từ trong cái khổ đó đó họ đi tìm cái lạc. Thì quý vị cứ thử suy nghĩ đi, những người mà tu mà đi mà tịnh độ mà vào mà niệm Phật, nói cái niệm Phật A Di Đà thì xong mà Phật phóng quang tới sẽ rước của chúng ta đi, là chúng ta về cái cõi tịnh độ. Cho nên coi như là tập trung niệm Phật hết thì cũng muốn chính vì cái ái để sanh về chỗ đó thôi. Thì cái hiện tượng mà chúng ta thấy họ sợ cái gì? Họ sợ đi về cái Niết Bàn. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì tiên khởi của chính họ là vô minh, là ái rồi, cho nên họ tránh xa một đường. Khi nào vô minh có mặt thì minh không có mặt, mà minh có mặt thì vô minh không có mặt. Hay là chúng ta thấy khi nào mà chúng ta nhàm chán, cảm thấy khổ đau thì ngay khi đó nó sẽ mới có cái sự dấn thân, mới có một cái bước đường mà chúng ta tập tu tập học. Cái điều này nó rất là thực tế trong cuộc đời. Bởi chính vì một người mà học hiểu, có cái tâm muốn cầu, muốn hiểu Phật pháp thì người đó mới học Phật pháp. Học Phật pháp thì người đó muốn đào luyện, muốn đi về nguồn, muốn hưởng được cái tận nguồn. Còn vấn đề thí dụ như chúng ta thấy, thường thường học Phật pháp thì học xong để đóng mạng, xong học xong để cấp bằng, thì cái đó là không giá trị. Mà học để tu kìa, học để thực nghiệm kìa. Và cái sự thực nghiệm đó họ trải qua một quá trình, họ thấy phải tạo nhiều cái phước duyên, phải tạo nhiều cái điều kiện, như là tạo nhiều cái phước độ để mà chúng ta mới thành tựu cái đạo quả giải thoát. Còn ở đây cách này nó dễ tu lắm, nó vô chỉ niệm Phật xong rồi xong cái chết rồi mình về cái cảnh giới đó liền, rồi mình hưởng lạc ở đó thôi. Thì mình cứ như bỏ cái lạc nhỏ này để tìm cái lạc lớn đi. Cái lạc lớn nó có hay không thì biết, như điều mà họ cũng chính là cầu, họ cũng chính là hướng tới. Chứ sự thật ra trong lời dạy của Phật không có cảnh giới Tây Phương, và cũng không có phương pháp nào mà tu để mà để tịnh độ. Chính có một phương pháp tu, đó chính là muốn được tịnh đó, được tốt đẹp đó, đó chính là cái phương pháp độ khổ diệt khổ và thanh đạo tám hạnh. Chứ đâu có thực hiện thanh đạo tám hạnh mà chỉ nêu lên cái niệm Phật. Mà kính thưa quý vị, đông lắm đó, nhiều người theo lắm,
Bởi vì họ muốn sau khi chết cõi giới này, họ được sanh về cái cảnh giới tịnh độ đó. Cũng như là có một số, cũng như là có người, cũng như có một số đạo giáo, cũng như nó bây giờ cái xác thân này nó không có cái gì trên thôi, bây giờ bỏ nó đi để mai mốt về với Thiên Chúa, về với Thiên Đàng chẳng hạn. Như được mà. Chúng ta nói tại sao họ theo? Bởi vì họ cho rằng cõi đời này khổ, đi về với cái nơi Thiên Chúa đó thì nó an lành. Cũng vậy, bây giờ cuộc đời này nó khổ, bây giờ mình cố gắng mình tu để hết cái kiếp này được phóng, được Phật với nghe Phật A Di Đà phóng quan tới để mà dẫn lối, để cho chúng ta về cái cõi Tây Phương. Thì như vậy thì còn đâu nhân quả, như vậy còn đâu đâu là con đường bát chánh đạo, con đường chánh giác. Vẫn khi họ nói ra, họ giảng ra thì họ cũng nói là bát chánh đạo con đường dẫn đến giải thoát, nhưng họ có nói như vậy, nhưng họ chỉ vào tu là tu chỉ như thế thôi. Thì ở đây nếu là một người Phật tử chân chính, là một người Phật tử đúng cái ý nghĩa, thì chúng ta phải có một cái sự suy tư một cách vững chắc rõ ràng để mà đúng đắn rồi, chứ còn chưa chắc tu gọi là niệm Phật, chứ điều chưa chắc họ chứng đắc được thiện đâu. Phật là Phật nào mà tu, có nghĩa là cái chánh định đó nó liệu nó có phối hợp hay không, hay khi mà chứng định đó, chứng đắc định đó, chứng đắc thiền đó, thì nó cũng phải là một cái bài bản đúng đắn, chứ không phải là chúng ta nói chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngồi, chúng ta niệm, chúng ta chứng đắc định, chứng đắc thiền đâu, không đơn giản đâu, nó rất khó. Nó phải đúng cái chi điều, nó phải đúng cái đề mục của chính nó, phải đúng cái tiêu chí của chính nó. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ chín chắn hơn. Và sự thật ra thì bờ giải thoát và bờ luân hồi thì nó xa vô cùng. Bên kia bờ giải thoát người ta bơi qua không nổi, cho nên thôi kệ, có một cái gì đó người ta chỉ cứ bơi ra đi, cứ tập bơi ra đi, có chút xíu nữa sẽ có một chiếc thuyền tới rước mình, thì họ chịu bơi. Chứ còn giờ ráng mà tự mình bơi qua bờ bên kia nghe, thì họ cảm thấy, họ tự cảm thấy là họ không có hùng tâm dũng khí để họ vượt qua. Nếu như vượt hùng tâm dũng khí có thể vượt qua đó, nhưng họ không hùng tâm dũng khí được, bởi vì có một sự hứa hẹn sẽ có một chiếc phà, sẽ có một chiếc tàu an toàn đến để vớt mình đi. Thì thôi kệ, trước sau cũng bơi, thôi bây giờ mình ráng mình bơi một chút xíu, có tàu rước, nó có thuyền được để tựa thì vậy đó. Cho nên không ai có một cái gắn công, ít có ai có sự gắn công dành hết cái sức mình để cho cái cuộc thành tựu thành đạo thành quả của chính mình đúng như lời Phật dạy. Và thì cái điều đó nó rất là hạn hữu. Và đây chính là câu thảo luận của chính con. Nếu có điều gì cần một chút thì kính mong thần thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình thưa tọa thượng quyền. Bạch sư Thục Đức và thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng thì xin được có vài điều đóng góp tiếp theo lời giảng của chư tăng. Thưa vị là người tu Phật đó, thì chúng ta cần có một quan niệm rõ ràng về đường đi và điểm đến của mình. Nếu mà một cuộc hành trình mà không có đường đi và điểm đến thì chúng ta không gọi là một hành trình. Nhưng mà đi đâu về đâu đó, nó là một câu hỏi trọng đại trong cuộc sống. Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta là ngồi đó để mà mơ tưởng về một phương trời xa xăm. Thay vào đó thì Ngài dạy chúng ta nên có một cái nhìn chân thực vào hiện tại, và từ cái nhìn chân thực đó, đó thì chúng ta sẽ thấy được là mình nên làm gì, nên đi đâu. Cái gọi là hiện tại hay là sự hiện hữu của chúng ta đó là một thế giới bất toàn, và trước nhất thì chúng ta phải thấy được những cái khiếm khuyết của nó. Là ví dụ như mình muốn chữa bệnh
thì việc đầu tiên là mình phải biết căn bệnh của mình. Không biết căn bệnh mà mình chữa bệnh thì nó quá là vô ích. Và đôi khi nó tạo nên một sự lẫn quẩn nữa. Chúng tôi kể chuyện này ra thì có nhiều Phật tử nghĩ rằng chuyện khôi hài, nhưng mà nó là một câu chuyện thật. Năm 1983, chúng tôi có dịp lên trên Washington DC. Lúc bây giờ thì chúng tôi có một người quen, và người đó cũng từng ở chung trại tị nạn, và rồi qua Maryland, qua Baltimore để mà định cư. Chúng tôi về nhà người đó thì anh mới nói với chúng tôi rằng anh mới mua được một chiếc xe đời tương đối mới mà rẻ. Thứ vị lúc mà mới qua bên Mỹ á, mà chiếc xe gọi đời mới đó là 4-5 tuổi là chuyện thường đó. Cũng ta nói là cũ người thì mới ta. Thì chiếc xe này đó thì nó tính theo năm thì nó không có cũ lắm, nó chỉ mới có 3 tuổi thôi và còn chạy được. Nó chỉ có một điều là cái chiếc xe này đó là nó ở vùng tuyết, và nó không có nằm ở trong garage, nó nằm ngoài trời, nó nằm dọc theo đường, mỗi ngày đậu ngoài đường. Mà ở vùng tuyết người ta hay rải muối thôi, thời đó họ rải muối nhiều lắm, thành ra nó hư cái thân xe đó. Cái khung xe thường thường Việt Nam gọi là giàn đồng á. Thì anh này anh nói với người vợ là mình không có tiền mua xe mới, thì chiếc xe này nó rất là đáng mua, bởi vì đời nó chưa có cũ lắm. Chỉ có cái là do người ta đậu ngoài đường nhiều quá thì cái giàn đồng của nó bị rỉ. Rồi anh với người vợ mua về rồi cũng bỏ ra một số tiền để làm lại cái giàn đồng. Làm giàn đồng cũng hơi nhiều, tức là cuối cùng rồi thì làm xong cái thân xe đó thì sơn sửa xong thì giống như cái xe mới, tại cái đời nó chưa có cũ lắm, mới 3 tuổi thôi. Thì chúng tôi lên thì hai vợ chồng lấy chiếc xe đưa đi chỗ này chỗ kia, kể ra một tòa nhà Quốc hội rồi ngoài Union Station rồi vậy. Rồi sau đó thì chúng tôi về lại California. Cách đó không lâu á, thì anh này lại nói với chúng tôi, gọi điện thoại cho hay là anh cảm thấy mình xui xẻo quá. Thì hỏi tại sao xui xẻo, thì anh nói rằng chiếc xe về sửa được cái giàn đồng mới có mấy 6-7 tháng gì đó, hồi xưa lên chơi tới giờ mà bây giờ nó hư hộp số rồi. Hộp số thành ra phải đi thay cái hộp số. Bắt đầu thì anh tính review là hộp số, nhưng mà cái loại xe này nó hay bị hư hộp số thì phải thay lại cái hộp số mới. Thì chúng tôi cũng thấy tội nghiệp anh, và chúng tôi cũng nói một vài lời an ủi rồi chia sẻ. Rồi sau đó không lâu đó, thì lại có dịp lên trên Washington DC. Thì anh ra đón chúng tôi ở phi trường. Thì lúc đó cũng phải chừng gần 2 năm mà chúng tôi mới gặp lại. Thì đón gặp ở phi trường, thì chú thấy anh lái xe đó, chúng tôi hỏi thăm là chiếc xe này bây giờ nó có ổn không anh. Anh nói bây giờ nó để gãy dư tốt rồi chứ. Tại vì lần trước nói xưa là nó hư hộp số, nhưng mà chạy được khoảng năm cái nó bể máy luôn. Người vị nào mà sang Mỹ mà thời đó đó, quý vị biết chiếc xe của ảnh hiệu xe Vega, và loại xe Vega này nó dễ bể, nó làm cái máy bằng nhôm, bằng aluminum, thành ra nó dễ bể máy lắm. Khi chúng tôi nghe anh nói đó thì chúng tôi nói rằng như vậy là mình thay cái dàn đầu mới, rồi hộp số mới, rồi máy mới. Thì anh nói thiệt ra xưa mình ngồi nghĩ lại đó, thì chiếc xe bắt đầu mình mua nghĩ nó rẻ, nhưng mà rốt cuộc thì nó không rẻ xưa. Nếu mình tính lại tất cả tiền này tiền kia là hầu như mình thay đổi toàn bộ mới hết đó. Bây giờ thì nó đã 5 tuổi rồi, mình bán cái giá nó cũng thấp rồi, mà chạy thì thấy nó cũng không bảo đảm lắm, mà đang tính mua xe mới. Thì thưa quý vị, lần đó chúng tôi lên thì gặp Hòa Thượng Hộ Giác. Thì trên chiếc xe đó cũng có Ngài Hộ Giác, Ngài đi nữa. Ngài Hộ Giác xong có Ngài về chùa Nam Truyền, Ngài mới nói chúng tôi rằng
chiếc xe mà phải xây dàn đồng, phải làm dàn đồng, phải xây hộp số, phải xây máy á, thì gần như thay toàn bộ chiếc xe rồi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ câu chuyện đó không phải là một kỷ niệm, không phải chuyện vui, mà ở đây ý chúng tôi muốn nói một điều rằng Đức Phật Ngài dạy đó, cuộc sống của chúng ta, nói về sắc quẩn, nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì mỗi một cái quẩn nó đều có cái khiếm khuyết của nó. Dạ. Dù là sắc, dù là thọ, dù là tưởng, dù là hành, dù là thức. Chúng ta thì đôi khi cái thân bị bệnh thì mình ráng uống thuốc và mình nghĩ rằng mình chữa được cái thân á, thì tâm mình ổn. Nhưng mà nếu nói về tâm á, trong Phật Pháp thì không nói là tâm không, mà nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì cái nào nó có vấn đề hết. Dạ. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải là mới, phải thay hết á, thì giống như mua chiếc xe cũ mà mình vừa thay cái dàn đồng, vừa thay hộp số, vừa thay máy, thì mà thay thế luôn thì nó vẫn là chiếc xe Vega, nó vẫn là chiếc xe mà gọi là xe Lehman car, chiếc xe mà nó có vấn đề. Hãy nó có vấn đề, mình sửa cách nào nó cũng có vấn đề hết, thưa quý vị. Yeah. Thì Đức Phật dạy rằng sự hiện hữu của tâm quẩn đó, nó có khiếm khuyết. Và cái khiếm khuyết đó đó, Phật Pháp gọi là bệnh. Bệnh ở đây chúng ta gọi là có vấn đề. Hay nói một danh từ khác đồng nghĩa với chữ bệnh đó, của tâm quẩn gọi là khổ quẩn. Dạ, đúc khắc hành thác. Cái lý do mà năm quẩn có vấn đề là bởi vì năm quẩn là một cái thành phẩm của vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục nó không có hoàn hảo thì cái thành phẩm nó không thể nào hoàn hảo được hết. Nếu ví dụ như là một cái tác phẩm được vẽ nên bởi được làm nên bởi một người cái tay nghề kém, mà tay nghề kém á, mà tạo ra một masterpiece thì chuyện nó không có. Tay nghề kém mà gọi tạo lên tác phẩm tuyệt luân thì không bao giờ có hết. Một tay nghề kém thì cái sản phẩm nó cũng là hạng tầm thường thôi. Thì nếu mà chúng ta ý thức được rằng năm quẩn mà chúng ta có, năm quẩn hiện hữu đó là thành phẩm của vô minh mãi dục đó, thì cho dù là chúng ta cố gắng sửa cái này, sửa cái kia, sửa cái nọ đó, thì nó luôn luôn có vấn đề. Dạ, nó luôn có vấn đề. Và ở đây không phải là mình nói rằng năm quẩn có vấn đề rồi mình bỏ nó được đâu. Nó mới đơn giản như vậy. Nên năm quẩn có vấn đề phải đơn giản được. Nó phải là mình nói muốn bỏ thì bỏ đâu. Mà nó phải có một tiến trình. Một tiến trình hợp lý. Và tiến trình đó Đức Phật gọi là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay là nói một cách khác là có tu tập về giới, có tu tập về định, có tu tập về tuệ. Và mỗi sự tu tập như vậy đó, nó đáp ứng cho cái một cái phương diện khác nhau về giới, về định, về huệ. Nên chi khi mà chúng ta nói cái câu mà vô bệnh là lợi tối thượng, yeah. Niết bàn là lạc tối thượng, yeah. Bát chánh đường tối thượng và an ổn và giải thoát đó. Thì bốn câu đó rất là cô độc nhưng mà không có đơn giản, yeah. Ở trong cái hàm chứa chịu rất là sâu sắc. Khi mà nói vô bệnh là lợi tối thượng thì câu nói đó, đó gồm cả ba, gồm cả ba cái chân lý, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế. Nói đến bệnh đó, là nói đến khổ đế, nói đến vô bệnh đó, là nói đến tập đế, xin lỗi, nói diệt đế. Và khi mình nói niết bàn là tối thượng thì cái đó nói về diệt đế, nhưng mà trong đó chúng ta hàm tàng cái nghĩa là đoạn tận tập đế. Dạ. Niết bàn là chấm dứt khắc ái. Dạ. Khắc ái đó là tập đế. Thật ra câu mà chúng ta nghe chư Phật nói, không phải một vị Phật nói, không phải một vị Phật dạy, mà cả chư Phật đều dạy đó, là vô bệnh là lợi tối thượng, niết bàn là tối thượng, là một cái cách nói khác của tứ đế khổ tập diệt đạo. Và bát chánh là đạo tối thượng. Cái chữ mắt canh cá ở đây dịch là độc đạo thì nghe nó không có đúng cái chữ nguyên văn nữa. Mắt canh cá ở đây, mắt canh cá ở đây tức là con đường tối thượng, là the best path, và con đường tốt nhất, con đường tối thượng, và an ổn và giải thoát. Thì thưa quý vị, câu này là một cái câu nói khác tứ đế,
nhưng mà bằng cái ngôn ngữ của thi ca, bằng cái ngôn ngữ mà gần gũi bên ngoài, nhưng mà đôi khi người ta không hiểu được. Về điểm này thì chúng ta biết rằng có rất là nhiều cái từ vựng và khái niệm nó truyền đời, mà những khái niệm truyền đời đã lâu ngày người ta lại quên đi. Ví dụ như là chữ Nibbana hay là Niwana là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn ngày nay đó, ở trong văn hóa Tây Phương đó, họ có nói đến Niwana, nhưng mà Niwana giống như là một ban nhạc là Niwana, hay là một cái quán bar là Niwana. Họ chỉ cho cái hạnh phúc đối thượng, và đôi khi nó là một chữ khác để thay thế cho cái Utopia hay là Shangri-La, đó là chỉ cho một cái thiên đường đã mất, hay một thiên đường, một cái cảnh giới tối thượng nào đó, và chúng ta gọi là Shangri-La hay là Utopia. Thì người ta truyền từ thế giới này sang thế giới khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ văn hóa này sang văn hóa khác. Bây giờ người Anh họ dùng chữ Niwana là bình thường, nhưng mà chữ Niwana đó không còn mang cái ý nghĩa thuần về Phật Pháp được. Dạ, đường Phật Pháp và từng chư Phật ở trong quá khứ. Tôi muốn nhắc một điểm như vậy là đời sống của chúng ta đó, thì thưa quý vị, chúng ta luôn luôn là gửi gắm cái bản ngã vào trong năm quẩn. Nó tương tự như là một người mà nghĩ rằng mình đã bỏ tiền, mình đã bỏ công, bỏ sức, đã sửa cái dàn đồng của chiếc xe, sửa cái thay hộp số, thay cái máy của chiếc xe, mà bây giờ mà mình bán rẻ chiếc xe đi hay là bỏ xe đi thì công sức mình ở đâu, tiền mình lỗ rồi làm sao. Nhưng mà thứ gì ở đây nó không phải là vấn đề lời hay lỗ, vấn đề là còn hay mất, và vấn đề là có đáng hay không đáng để bám víu một cái mà càng bám víu càng khổ. Dạ, cái đó chúng ta phải nghĩ là, bởi vì con người mình có nhiều khi kỳ lắm thưa quý vị. Mình ham cái đồ rẻ, hoặc là mình liếm tiếc, mình hoài niệm, mình hoài của, hoài công cái gì mà mình đã bỏ quá nhiều, mình thương yêu quá nhiều, và mình rất sợ là mình mất cái đó đi. Bây giờ chiếc xe này nó tệ, tuy nó tệ nhưng mà mình đã từng bỏ tiền ra để mà làm dạng đồng, bỏ tiền ra thay hộp số, bỏ tiền ra thay cái máy. Nhưng mà chiếc xe Vega nó vẫn là chiếc xe Vega thôi. Dạ, mình có bỏ bao nhiêu thì nó vẫn là chiếc xe Vega thôi. Và cho dù mình nói đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta, thì nó vẫn là chiếc xe Vega. Thì đóng quẩn này cũng vậy. Chúng ta cứ chấp đi, đây là ta, đây là của ta, tự ngã ta. Nhưng năm quẩn là năm quẩn. Bản chất của năm quẩn là gì? Là vô thường. Bản chất của năm quẩn là cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái đó trống rỗng. Cái gì vô thường là khổ thì không nên nói rằng đó là của ta, là ta, tự ngã của ta. Thì cái này đó, nó cần đến sự tu tập. Sự tu tập dựa trên cái nền tảng của bát chánh đạo. Do có bát chánh đạo thì chúng ta mới nhận ra được điều đó. Nó không đơn giản. Bài kệ này mới đọc thì có thể hiểu, mới nói thì nghe có vẻ suông, nhưng mà để tiêu hóa thì không phải dễ dàng. Nó là một câu chuyện lớn, lớn lắm, và chứ không có phải là một chuyện mà trà dư tửu hậu mà chúng ta có thể bàn trong một vài giây phút được. Có đôi khi nó đòi hỏi tất cả đời để chúng ta chiêm nghiệm và hiểu được ý nghĩa của câu này. Chư xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư tôn đức đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày nay. Dì mai, Nam Mô Bụt Thái Giác. Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân thường tọa giác đẳng. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm, thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong kính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.
nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hiện thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.